Thương thinh trong trọn dạng ngoài đình, có con sư tử của mô quanh vòng quanh. Trung thu lên non trong sáng ngầm đường làng, dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bixby. Vậy là cũng hơn một tuần mình không ra video mới trên kênh. Thì không biết là các bạn có nhớ mình không nè. Nếu nhớ thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Trong thời gian mình không up video, mình đã chăm đăng clip trên TikTok nè, Facebook nè, không biết các bạn nào đã xem chưa ha. Ngoài ra thì mình cũng đã đăng vài tab cộng đồng, trong đó có Q&A. Thì video hôm nay thì mình sẽ trả lời những câu hỏi Q&A mà các bạn đã dành cho mình. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đặt câu hỏi cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và cái Q&A của mình ấy, là mình đã nêu rõ ra là các bạn hãy hỏi mình Q&A về game Sakuga School hoặc là các game ở trên kênh Bixby. Nhưng mà các bạn hỏi mình toàn là về mình thôi. 40 cái comment thì hỏi hết 20 cái là chị tên gì, chị ở đâu, chị bao nhiêu tuổi, chị đang làm nghề gì, chị làm vlog một ngày của chị được không. Trời ơi, tôi đọc mà tôi tỉnh liền luôn á mọi người. Thì nói chung là hôm nay thì mình sẽ chỉ trả lời những câu hỏi về game thôi. Còn các câu hỏi mà liên quan tới mình và đời sống của mình, thì dự định của mình thì trong tương lai mình sẽ lập một cái kênh vlog riêng. Những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình thì mình sẽ trả lời ở kênh vlog nha. Thì nếu như các bạn ủng hộ mình thì nhớ comment xuống bên dưới. Và các bạn yên tâm là những bạn nào đã comment trong post Q&A thì mình sẽ trả lời, nên là các bạn không yên tâm nếu như mà video hôm nay mình không trả lời nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video thôi, let's go. Ok, đầu tiên mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Yenistu Chan. Sorry nếu như mình đọc sai tên của bạn nha. Chị biết game Sakuga School từ khi nào? Tại sao chị có hứng thú làm về game đó? Em rất thích chị làm về game này. Về sau thì chị có quyết định làm chủ đề nào khác không? Thứ nhất, mình biết game Sakuga School vào cuối tháng 3. Thì kênh YouTube lúc đó của mình làm về game Adorable Home. Và mình cảm thấy là lúc đó người xem của mình không còn nhiều nữa, thì mình quyết định chuyển game. Thì trong khoảng một tuần lặn lội mò tìm trên CH Play và YouTube, tìm khắp tết gần 10 con game thì mình đã chọn con game này. Tại sao mình có hứng thú về game này? Vì tại thời điểm đó mình thấy game này đồ họa rất là đẹp. Mọi người thấy là những video đầu tiên của mình review á, là mình thấy là game này mây trời, họa tiết, đồ này chỉ rất là sống động. Mình rất là thích anime nữa, nên là mình thấy game này rất là hay, nên là mình chọn game này. Với lại game này cũng là game học đường nữa. Kênh của mình thì làm những dạng game dễ thương, game có đồ họa đẹp, nên là tất nhiên mình sẽ chọn game này rồi. Câu thứ hai, về sau thì chị có quyết định làm video về chủ đề khác không? Thì cũng như đầu video mình nói thì mình sẽ có thêm một kênh vlog để làm những cái daily vlog nè, kiểu như là tách biệt với game luôn ấy, thì cho các bạn gần gũi với mình hơn, tương tác với các bạn nhiều hơn. Còn cái kênh Bixby này thì đây là một kênh game, mà game này không chuyên về game Sakura, mà kênh Bixby của mình là rất là nhiều dạng game. Hiện tại là mình đang định hướng cho kênh mình là sẽ có những game dạng dễ thương, đồ họa đẹp thì mình sẽ chơi. Tuy nhiên trong kênh của mình sẽ có những game trả phí và game không trả phí. Những game trả phí thì hầu như là mình thích như những game đó, hoặc là game nó có mang một cái ý nghĩa nào đó với mình thì mình sẽ chơi. Chị ơi, chị sẽ theo game Sakuga School lâu dài chứ? Chị thích gì nhất trong game Sakura? Vì thời gian tới mình vẫn sẽ up Sakuga School. Nếu như game mà có thêm update tính năng hoặc là này kia thì mình vẫn sẽ làm cho các bạn xem. Nhưng mấy bạn yên tâm nha. Tuy nhiên thời gian tới, sau khi mà mình sắp xếp được công việc ở công ty của mình ổn định hơn một chút, thì mình sẽ ra thêm một vài game nữa. Tất nhiên là sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Game của mình chọn thì một là đồ họa sẽ rất đẹp, hai là sẽ có một cái cốt truyện hoặc là nội dung nào đó để mình truyền đạt cho tất cả các bạn, nếu như các bạn đã xem lâu trên kênh YouTube của mình. Mình thích gì nhất trong game Sakuga? Thì so với những gợi game học đường mà mình đã biết, thì mình thấy game này có một đồ họa rất là đẹp và cách chơi rất là sáng tạo. Và game này thì được nhà phát hành khá là ưu ái khi mà cập nhật game liên tục, update những tính năng trong game ấy. Chung là mình thấy game này cũng ok. Mỗi cái tội là mình nói với các bạn khá là lâu rồi, game này không có thể chơi online được ấy, nên là chúng ta không thể nào kết nối chung với nhau á. Mỗi lần tạo game như chơi một mình vậy á.
Ok, tiếp theo là câu hỏi của bạn Mochi. Chị ơi, có cách nào tự trang trí tóc mình trong Sakura School không? Thì lúc trước mình đã up một cái video hướng dẫn thay đổi kiểu tóc, thì mình nghĩ nó cũng là một cách để là trang trí kiểu tóc đúng không? Nếu như các bạn nào có thắc mắc như Mochi thì các bạn có thể xem lại video này nha. Các bạn dùng cái gói á, sau đó các bạn điều chỉnh 1-2-3 cái là các bạn có thể thay đổi một cái kiểu tóc rất là mới lạ. Chị ơi, chị em lấy chiếc xe điện, hồi bữa chị làm clip off, em tìm mãi mà không thấy chị ạ. Thì chiếc xe điện này thì các bạn tìm ở trong sân trường và phía bên tay trái, các bạn chỉ cần như hướng dẫn là các bạn có thể tìm thấy xe điện rồi. Xe điện này là thuộc dạng những cái xe dễ chạy nhất trong cái game này luôn á, nhưng mà tốc độ của nó khá là chậm như đi bộ vậy mọi người, nên là các bạn nào thích thì có thể đi, còn mình thì khá là lười, xe này mình đi bộ còn nhanh hơn nữa. Mình thì bình thường dùng tên lửa thôi. Chị ơi, làm sao để tìm cung trong game Sakura School nè? Thì để tìm cung thì các bạn thay cái trang phục là Japanese, cái quần gì đó quên cha đó rồi. Thì các bạn thay bộ trang phục là cung thủ nha, là chọn bộ Japanese Archery. Khi các bạn thay bộ trang phục này thì tự động thì nó sẽ xuất hiện cái cung. Và các bạn thích thì các bạn vào cái chỗ bắn cung á, cái khu bắn cung trong school gia, bạn vào đây mà bắn xả láng luôn á, cho mình không có dùng mấy cái này nhiều á. Chị ơi, cho em hỏi làm cách nào để có hành động trong game được không ạ? Em hỏi chị nhiêu đó thôi, yêu chị. Thì cách này để có hành động trong game thì hôm trước trong cái clip mà hướng dẫn. Quên, cũng chưa làm mà. Thì hiện tại là cái câu mà làm cách nào có hành động trong game thì hành động sẽ có hai cái, một cái là hành động cho nhân vật và hành động cho NPC. Nên là để chi tiết hơn thì mình sẽ giải đáp cho các bạn một video khác nha. Mình có đọc một vài comment các bạn đề xuất mình chơi những game khác như là: chị ơi, chơi thử game Soul City 3D đi ạ. Chị chuyển qua chơi game Yandere Simulator đi. Cái tên game này đọc mà sang chấn tâm lý luôn mấy bác. Nói chung là mình sẽ nghiên cứu. Nhưng mà game này mình thật sự thích á, thì mình chỉ chơi có một ngày, hai ngày là mình sẽ ra clip. Còn mỗi những game thì mình phải cần một tuần để mà mình làm clip. Giống như game Sakura School, các bạn xem video đầu tiên của mình là lúc đó là mình chỉ mới chơi game được vài ngày, xong rồi mình ra clip hướng dẫn. Không hiểu tại sao là lúc đó mình lại có một cái động lực nào đó để mình ra cái video hướng dẫn trong lúc đó mình mới biết chơi thôi á. Nhưng mà trong đầu mình hiện tại là mình đã có rất là nhiều con game khá là hay rồi. Và mình tin chắc là thời gian tới mình sẽ mang đến cho các bạn những series game mới hay và hấp dẫn hơn. Và mình hy vọng là nếu như mà mình làm ít video về game Sakura School thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình trong những game mới và series mới nha. Như vậy thì mình mới có động lực nữa là ra thêm nhiều video cho các bạn xem hơn nữa. Và ok, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình, nhớ đăng ký kênh nha. Ấn chuông để theo dõi những video mới hay và hấp dẫn hơn nha. Và hiện tại dịch bệnh đang rất là căng thẳng, nên là chúng ta nên chú ý giữ gìn vệ sinh sức khỏe, hạn chế đi ra ngoài nếu như không cần thiết nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.